Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tham gia danh sách chứng nhận 10 cấp cần có ký hiệu là LT token này các bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần link phần link mô tả dưới video mình mở link phòng nha các bạn. Điều đầu tiên follow Twitter nè. Rồi bạn nhập cho đây follow nè. Trên Twitter thì bạn muốn theo dõi nè. Sau đó bạn bấm đáp lên các bạn. Bấm vào continue nè. Sau đó like bài Facebook nữa nè. Cảm ơn tôi. Thì trang này nó bị bỏ thì các bạn truy cập vào đây nè. Không thấy bạn bấm bỏ qua các bạn. Bấm vào continue đi các bạn. Không sao hết. Tiếp tục follow Instagram nè. Trên Instagram thì bạn theo dõi dự án đó nè. Rồi bạn bấm đáp lên nè. Bấm continue nè. Tiếp tục follow club minimum nè. Rồi bạn bấm vào đây các bạn vô tay minimum nha bạn. Rồi tiếp tục join kênh Telegram đó nè. Trên kênh Telegram nó bạn join sao nha bạn. Rồi bạn bấm đáp lên nè. Rồi các bạn bấm vào continue. Sau đó các bạn việc lấy tiền ghép mà chia sẻ cho bạn bè và người thân để kiếm tiền token đó các bạn. Thì sau này token nó sẽ dự án này có update điện địa chỉ dí thì mình sẽ làm cái video tiếp theo cho các bạn nha bạn. Vì các bạn việc tập tới đây thôi. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo các bạn nhé.